Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Chúng ta cùng tiếp tục quay lại với series phân tích về Kamen Rider Gacha. Đúng như mình nghĩ, sau khi Legend rời đi khỏi thế giới của Gacha thì Gacha lại có một chuỗi series nhạt như nước ốc. May mắn thay thì hình dạng Rainbow Gacha cũng phần nào kéo lại, với sức mạnh của Rainbow vẫn chưa được khai thác quá nhiều trong tập vừa rồi. Nên hy vọng tên chúa tại bóng tối Zizit với những câu nói nguyên thoại của hắn khi ta hiểu ngươi thì hắn ta cũng sẽ hiểu vì sao mình đang hành trong tập phim lần này. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Trong trailer của tập 39 có hai sự kiện chính. Sự kiện đầu tiên, Gacha sẽ tìm hai lá chemi card cuối cùng và chúng sẽ thuộc hệ về động vật cổ đại, đó sẽ là số 3 và số 4. Chú rồng nhỏ có vẻ như muốn kết bạn thêm với nhiều chemi hơn, ngoài việc Hopper One đang ở đây nói chuyện với cậu ta, có lẽ như cậu ta cũng sẽ tìm hiểu ra những người bạn khác. Một hình ảnh khá thú vị khi gai trên người Quichigon đang phát sáng ra màu cầu vồng, nó sẽ cộng hưởng với những chemi. Sự kiện nối tiếp khi họ không biết những chemi còn lại là ai và cuộc đụng độ giữa bạn của Hotaro cùng với một con chemi, và đó chính là khủng long Raptor. Chemi với lời vụ ba trong đống thú cổ đại, nó đã tấn công bất ngờ bạn của Hotaro. Có lẽ đây sẽ là một màn săn bắt quái thú nhằm tìm ra chemi cuối cùng với sự linh hoạt của mình, vì bản chất nó là khủng long Raptor cực kỳ linh hoạt. Nó sẽ là một chemi khó bắt hơn những chemi khác, nhưng bộ trang phục của Hotaro thể hiện anh ta là một cowboy biển Tây. Vì là một chemi có vẻ ẩn trốn rất thành thạo trong bóng đêm, giỏi nên bọn họ mới tìm cách tìm ra đồng loại để dụ chúng. Và Hotaro cùng với hai người bạn này khả năng cao cũng sẽ thất bại nốt. Và người thành công có lẽ sẽ là vị senpai của Hotaro. Cậu ta đã có một phương án rất hay kết hợp một chiếc drone cùng với đó là X-Red đứng đầu trong chuỗi những sinh vật cổ đại. Và cách này sẽ dễ dàng bắt được Raptor hơn so với hai cách của những người còn lại trong phe giả kim thuật sư. Tặng kèm với Raptor sẽ là lá bài cá trình cổ đại. Đó sẽ là phần tặng kèm luôn trong tập này nhằm kết thúc series bắt những chemi card và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với tên Zizit. Tất nhiên hắn ta vẫn sẽ ở đây để chờ sẵn Hotaro. Dùng hai chemi card cùng loại với nhau tạo thành một Magram dung hợp lại bằng ngọn lửa hắc ám của hắn. Lần này tên Zizit có lẽ đã khôn ngoan hơn khi bắt giữ Ichigon trước khi cậu ta chính là chất xúc tác nhằm hóa giải lời nguyền ngọn lửa đen của hắn. Điều này chứng tỏ tên Zizit cũng là một kẻ thông minh, hoặc có thể Ichigon đã trực tiếp tấn công Zizit nên mới rơi vào thảm cảnh như thế này. Không biết lý do là gì, nhưng trận chiến đó cậu ta được giải thoát bởi Hotaro tập hợp tất cả những chemi card chiến đấu giành lại chemi cuối cùng. Ngoài trận chiến của Hotaro cùng với Zizit, chúng ta còn có trận chiến của Clotho cùng với Mace. Cả hai người có lẽ sẽ lại một lần nữa đấu với nhau. Ở hai người này mối quan hệ nhất của họ để họ tranh giành với nhau chỉ có thể là Hotaro mà thôi. Hy vọng Mei sẽ không quá yếu kém với như những tập gần đây khi hành hành lên bờ xuống ruộng. Phần gặp gỡ của người chị cả cùng với cô em gái phản bội của mình. Phần gặp gỡ này có lẽ không phải là để tra khảo cũng như bắt giữ người em gái phản bội của mình. Thực sự kế hoạch của Zizit không nằm đúng dự kiến của ba chị em bóng tối nhằm hồi sinh Jiren. Hẳn tại không hề muốn gì đó xảy ra, nên có lẽ điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới người con gái luôn yêu thương cha mình, Jiren mà cô ta luôn yêu quý. Nên có hại đây cũng sẽ là kế hoạch để phản bội lại Zizit. Để tránh trường hợp của bản thân ăn hành quá nặng, nhìn thấy tất cả những chemi card trước mặt mình, hắn ta đã nhanh chóng triệu tập lại hai chemi khởi nguyên. Nhưng đáng tiếc bọn chúng lại tấn công ngược của hắn. Hắn ta vô cùng phẫn nộ khi tạo vật của mình quay lưng với bản thân hắn và tấn công lại chính chủ nhân của mình. Chưa kịp hết hoàn hồn thì Rainbow Gacha của Hotaro đã xuất hiện, và lần này có lẽ anh đã học được thuật của Legend, hay chính xác là sự sáng tạo trong giả kim của anh ta. Sự tự do khi anh luyện hóa những chemi trở thành hình dạng của Gacha cùng hợp tác với hai bản thể chemi của mình. Tất nhiên một điều thần kỳ đó hắn ta sẽ trốn thoát, vì đây chưa phải là tập cuối của Kamen Rider Gacha. Hy vọng tên Zizit này sẽ có những kế hoạch hay hơn, vì có lẽ đây cũng là bước đường cùng của hắn rồi. Không còn cơ hội nào để sửa sai cho tên chúa tể bóng tối khi nội bộ thì lục đục và hắn ta chỉ có ngọn lửa đen. Bây giờ may mắn lắm thì kéo Vavarath về phe của mình và chuyển hóa Vavarath trở thành một rider với sức mạnh nâng cấp thì may ra cân bằng lực lượng. Chứ nếu không thì trận chiến này tên chúa tể bóng đêm là một kẻ tự cho mình hiểu biết tất cả sẽ bị chính sự tự mãn này hủy diệt bản thân.
Và đó là toàn bộ những cảm nghĩ của mình về Kamen Rider Gacha cũng như trailer về tập 39. Mình còn có một kênh bán hàng trên Shopee là Rideon Shop, bán những đồ chơi toku với giá cả cực kỳ phải chăng. Mong các bạn ủng hộ Rideon Shop cũng như kênh Rideon này của mình nhé. Thanks for watching. Bye.